Trời trời trời. Trời ơi. Có cô cái, có cô cái thiệt luôn hả? Thiệt luôn chứ ghê đâu, nó chơi anh đâu anh. Con này chắc tương lai gặp nè. Trời ơi cái này. Ôi ơi ấm áp mùa xuân luôn anh ơi, cái này. Rồi cái này nó chơi ba con luôn kìa. Ba con luôn. Là cái này được ba em. Rớt xuống nó nằm một cơm. Trước lên xin mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa anh nha. Em mến chào cả nhà anh nha. Tranh thủ buổi sáng sớm hai chồng em đi lên vuông đi thăm gặp cua. Để về có cua cái mình bán cho nó kịp lái. Em quay lại một đoạn video gửi đến cô chú anh chị mình xem nha. Vợ chồng em mến chúc cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nha. Em làm sao thấy hồi hộp quá vậy? Anh đi với em à, anh tin tưởng em không? Cái đó anh thấy chưa dính nè nghe. Ồ dính. Ờ một con, một con. À. Ơi, cua cái. Anh ơi. Trời ơi. Vô gạo em ơi. Ồ. Cua cái. Sướng sung sướng. Đi với em là phải tin tưởng em mới được chứ. Rồi mình cuốn luôn. Em cuốn đi. Em cho anh làm ngay anh luôn. Con ta hên cụ với tàn. Đi với em là phải tin tưởng em vậy đi. Anh cứ nghĩ đi rồi dính thì xong đi. Chúc mừng em mở màn tốt đẹp. Cái này có khi nào dính cua cái nữa không em? Trời trời trời. Cua cái nữa anh ơi. Rồi, dây gì không thấy gì đó, cua cái. Cua cái, có cua cái thiệt luôn hả? Thiệt luôn chứ ghê đâu, nó chơi anh đâu anh. Con này chắc tương lai gạch rồi. Về đi, mình chối đi, mình thử. Em ship, em ship lại đi, về anh kiểm cho. Trời ơi, em chứ đâu phải đi ai kia đâu anh. Phải dữ rồi đó. Phải rồi đó, phải rồi đó. Hai em ơi, mừng quá cô chú anh chị ơi. Đi thăm gặp cua mà dính à, có cua gạch như vậy là mừng lắm. Cua gạch là cua tiền nhiều nhất mà. Lúc nào dính cua gạch mặt tụi tiên á, chân sao kỳ lắm. Nó ngộ quá ha. Ngộ thiệt chứ. Thằng gió lên cái lời không mặt mấy xị vậy. Có khi nào này liên tiếp dính tới cái thứ ba dính cua gạch nữa không em? Này, mình không đảm bảo, em không đảm bảo đâu. Đảm bảo không cái cho anh mừng đi. Ô, không có gạch mà đều có dính anh ơi. Này cua y tứ. Được một con nữa là được rồi. Rồi em tém đi, con này tém được rồi. Con này cũng bự. Nói chung có dính là có mừng rồi. Có dính là có mừng rồi anh ơi. Anh ơi. Ba cái đầu tiên đều dính hết. Chơi bệnh, nó quay đâu nó quay cho tiền. Mẹ ơi. Dùng hết sức công lực. Tốc độ lên để gió hả? Gió. Kỳ vậy ha. Kỳ vậy ta. Bữa nay nó hình. Sao bữa nay nó cụi gì tàn à? Sao nó hình cụi dữ gì tàn. Kiểu này chắc thăm gặp chắc giao em rồi. Anh làm bộ không đâu. Học khỏi sư phụ đi anh ơi. Học khỏi sư phụ rồi. Này có cần cúng tổ con gà không sư phụ? Hên xui đi. Con gà phải xì gỗ nữa mới được. Gỗ phải xì gỗ thuốc nha, chứ gỗ thường, gỗ trắng là không chịu đó.
phải gù thuốc mới mới được hả? Ngại quá hả? Ừ, anh ơi, ngại quá anh ơi. Ôi, được một em nữa. Ôi, cua em vuông này nó chắc lội luôn em ơi. Con nó yếm vuông à? Ừ. Em mà cua mềm mềm đó, em đặt nó đâu có dính em đâu anh. Cua chắc gì nè. Có cơ hội cứ nổ thoải mái đi hả? Mấy thở mới được một lần ha. Là nín thinh đó ha. Ôi, cái này nín thinh thiệt rồi anh ơi. Cái đầu con cá chà bá nện luôn. Được được cái đầu cá hả? Cái đầu con cá. Rồi cái đó không dính em để đó luôn nè. Khi mà cái đầu cỡ đó. Ê mình quên mình đừng quảng cáo cái này chứ. Bữa nay lựa chỗ nghiệp quá vậy ta. Chỗ vậy là đặt nó mới dính con gạch anh. Đặt gạch bữa nay là guồng trong cỏ đâu không ông ơi. Đố anh cái này dính không? Anh chưa thấy nè. Đó, dính rồi đó. Cái này mới thấy thật sự nè. Cũng một con yếm vuông nữa anh ơi. Lại là yếm vuông nữa. Yếm vuông thì lụm được rồi. Đây, nguyên cái dàn gập. Bữa nay thăm gập cua dính thấy mê quá cô chú anh chị ơi. Cua gạch gì, cua y tứ gì đủ bộ hết trơn này. Ê con cua kìa, cua nó bỏ rồi. Lặn xuống. Còn không? Thôi em thăm đi, em thăm đi. Để dở lên cái lại nó gách nó lọt cái bụng cái là rồi ạ. Ôi ôi cái này. Ừ ơi ấm áp mùa xuân luôn anh ơi, cái này. Rồi cái này nó chạy ba con luôn kìa. Ba con luôn. Là mà. Cái này được ba em. Ừ. Ừ. Rớt xuống nó nằm một đùm. Xếp lại, xếp đi về. Về anh chối. Ý là anh về anh chối anh thọt tay vô cho anh hên hên ké em chứ về. Cho hên ké anh chút. Em sắp đại nó đi. Gặp cây cái rễ cây chà bá nện luôn. Kệ lâu nay mình không có tôm nhờ cua cũng đỡ em. Có cua ra gì mình cũng đỡ chứ không có tôm không có cua nữa là thôi à. Tốc độ đi em, mình trên đây gió quá. Gió quá gió. Ồ cái này chết rồi. Em bỏ đại đi. Cái đó không dính bỏ đại đi. Cái cuối cùng này cái này mới ăn huệ hay là không nè. Ăn huệ cho em cái này dở lên 3 ẻm này kìa. Ồ, 2 ẻm thì cũng quá mừng nè. Quên gọc. Ơ, dở lên nữa rồi. 2 ẻm. Hôm nay thì hai chồng em thăm cái dàn gập tới đây thì cũng đã xong. Cái cuối cùng mà bà xã em dính được 2 cua. Nói chung bữa nay cua dính được gì mừng lắm đó chú anh chị. Ở đằng này được 1 con. Rồi đây, ở đằng này nó dính. Cái này là nó tới 3 con. Này gặp cua nó dính gì thấy mê quá. Ngày nào mà cũng được cái gì nữa là hai chồng em mừng lắm.
Ở dưới đây nhờ hai con cua này về nhà kiểm nó gạch nữa là quá ngon luôn. Giờ hôm nay em xin khép video ở đây. Vợ chồng em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.